mời các bạn theo dõi bản tin của chúng tôi. Cổ đồng viên gây rối có thể bị cấm đến sân vĩnh viễn. Sau giai đoạn đứt quãng, giải bóng đá vô địch quốc gia Nai Úc V-League 2022 tái khởi tranh vào ngày 2 tháng 7 tới. Ban tổ chức cho biết sẽ yêu cầu các câu lạc bộ siết chặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn các trận đấu. Trả lời phóng viên Tiền Phong, Tổng Giám đốc City Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết, VPF sẽ gửi văn bản tới một loạt đơn vị như Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh trận đấu. Đặc biệt đối với các trận đấu được dự báo, nóng, ban tổ chức sẽ phải có kế hoạch chặt chẽ, báo cáo VPF để cổ đồng viên phương án hỗ trợ nếu cần thiết. Được biết, một trong những trận đấu được ban tổ chức xác định căng nhất giai đoạn tới là cặp đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ngày 10 tháng 7. Chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã làm văn bản gửi Công an Hà Nội đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh. Trong lịch sử, các cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng tại Hàng Đẫy đều rất nóng, nhiều trận xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng, gây nguy hiểm. Vào V-League phải khắc chứ. Hai năm qua Covid-19 nên ở giải giao hữu, anh em vui vẻ một chút còn tới đây phải đề nghị cổ động viên chung tay ủng hộ câu lạc bộ nếu vi phạm, lỡ như VFF phạt chúng tôi phải sang đá sân Quảng Ninh không khán giả thì khó cho câu lạc bộ. Mới đây tại giải giao hữu tổ chức tại Lạch Tray, trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng ngày 10 tháng 6 có lúc đã phải dừng lại khá lâu vì cổ động viên đốt pháo sáng đỏ rực khán đài. Một thành viên ban tổ chức sân Hàng Đẫy hôm qua nói với phóng viên Tiền Phong, câu lạc bộ thời gian qua đã phải họp hành liên miên để lên phương án an ninh cho trận đấu này. Vị này cho biết ban tổ chức sẽ có phương án tăng cường an ninh, siết chặt việc kiểm soát đối với cổ động viên vào sân. Đề cập đến phương án khoanh vùng các cổ động viên có tiền sử gây rối, áp dụng hình thức cấm đến sân bóng vĩnh viễn, ông Nguyễn Minh Ngọc hôm qua cho biết thực tế một số quốc gia có áp dụng. Tuy nhiên để V-League có thể thực hiện thì cần hệ thống đồng bộ, sự thống nhất và hợp tác của câu lạc bộ. Đội bóng là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối vé, kiểm soát an ninh, CRV vào sân, phương án này nếu muốn thực hiện cần nghiên cứu kỹ, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn không ủng hộ phương án trên. Ông Hoàn cho rằng đối với các CRV gây rối thì có thể nhắc nhở để thay đổi. Không thể so V-League với phương Tây. Nếu cấm cổ động viên đến sân không lẽ lại dán ảnh họ tại sân, rồi kiểm soát như thế nào nếu người ta dùng khăn che mặt. Đối với vấn đề an ninh của Hải Phòng tôi cho rằng rất tốt, không cần phải nâng cao gì cả, ông Văn Trần Hoàn cho biết. Cũng theo ông Văn Trần Hoàn, cổ động viên Hải Phòng vừa qua đốt pháo sáng tại giải giao hữu do đây không phải giải chính thức. Ông Hoàn đảm bảo khi trở lại sân chơi V-League, sẽ không có chuyện cổ động viên Hải Phòng đốt pháo ở Lạch Tray. Trong lịch sử, ban kỷ luật VFF từng ra án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng đến cổ vũ đội bóng trong các trận đấu tại sân khách. Tuy nhiên biện pháp này được cho là không phát huy hết hiệu quả do nhiều cổ động viên tìm cách lách luật. Việc kiểm soát, ngăn ngừa đưa pháo sáng vào sân cũng khó khăn bởi cổ động viên dùng nhiều chiêu thức tinh vi. Một cựu thành viên ban kỷ luật VFF chia sẻ, điều quan trọng nhất là tuyên truyền, nâng cao ý thức của người hâm mộ. Đem tình yêu với bóng đá để bao biện cho hành vi gây rối như đốt pháo sáng là sai trái. Rất nhiều CD cổ vũ văn minh, trận đấu vẫn rất sôi động, hấp dẫn. Tôi cho rằng so với trước đây, cổ động viên này càng có ý thức cao hơn, nhưng một bộ phận nhỏ vẫn có thói quen cổ vũ quá đà. Để nâng cao ý thức cổ động viên thì ban tổ chức cần tăng cường tuyên truyền, bản thân các câu lạc bộ cũng phải nêu gương trước, vì này cho biết. Xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi, hãy đăng ký kênh và để lại bình luận với ý kiến của bạn. Chúc các bạn vui vẻ nhé! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I